Kính chào quý vị. Thưa quý vị, đó là một câu chuyện rất buồn đối với chúng tôi, bởi chẳng có ai muốn đi xa xôi, chịu bao vất vả, tuổi cực mà khi trở về gia đình ly tán, con cái thiếu thốn, mất cả chì lẫn chài. Thưa quý vị, đó là lời tâm sự của anh Trịnh Xuân Vương, công nhân xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, trải lòng về cuộc sống cũng như những khó khăn mà những công nhân người Việt như anh đang trải qua cuộc sống ở nơi đất khách quê người. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau mỗi tháng được trả lương, những công nhân xa xứ đều gói ghém, tìm cách gửi tiền về cho gia đình. Chúng tôi mong vợ biết cách chi tiêu tích góp cho tương lai sau này. Thế nhưng cuộc sống không ai học được chữ ngờ cả. Anh Trịnh Xuân Vương, công nhân xuất khẩu lao động tại Nhật Bản đã trải lòng. Trong cuộc trò chuyện cuối năm với phóng viên, anh Vương chia sẻ về câu chuyện đầy nước mắt của anh Huy, một người bạn của anh, làm việc cùng với anh tại công ty Hiroshima ở Nhật Bản. Khi sự việc xảy ra, anh Huy quá đau buồn nên mới tâm sự với anh em người Việt thân thiết đang cùng sống và làm việc ở công ty để mọi người xem đó như một bài học. Anh Huy vốn sinh ra ở một huyện nghèo của tỉnh Hưng Yên. Bố mẹ anh đều là nông dân, bản thân anh không được học hành mà chỉ làm công nhân nên sau khi lấy vợ, cuộc sống của họ vô cùng vất vả. Khó khăn càng chồng chất hơn khi vợ của Huy sinh đôi hai người con. Để lo cho kinh tế cả gia đình, Huy vừa làm công nhân cơ khí ở gần nhà, vừa nhận thêm nghề chạy xe ôm buổi tối trong bến xe khách của tỉnh. Công việc này quá vất vả, thu nhập lại không đáng là bao, nên làm được một thời gian thì anh nản chí. Vợ chồng Huy thường xuyên cãi nhau cũng chỉ vì kinh tế chật vật. Thấy hoàn cảnh gia đình Huy khó khăn, vợ còn nghèo nhóc, anh họ của Huy lúc đó đang làm việc ở Hà Nội đã lo cho Huy đi làm công nhân xuất khẩu ở Nhật. Để đi được, anh Huy đã phải huy động tiền vay của họ hàng hai bên. Sang Nhật rồi, mặc dù thời tiết khắc nghiệt, công việc vất vả, nhưng Huy luôn chịu khó làm tăng ca. Bạn bè ở cùng công ty thi thoảng đi uống bia rượu và mua sắm, nhưng Huy thì không bao giờ. Mỗi tháng anh để dành được hơn 20 triệu gửi về cho vợ. Cứ đều đặn như vậy, hơn một năm trời, Huy nhẩm tính đã kiếm được một khoản kha khá. Gần cuối năm, biết tin nhà chị họ sắp xây, Huy nhắn vợ mang 40 triệu đồng đến gửi cho chị. Đó là số tiền chị họ cho anh vay trước khi sang Nhật. Thế nhưng, vợ anh chị ậm ừ cho qua chuyện. Khi người chị đến hỏi vợ Huy thì nhận được câu trả lời: lâu rồi chồng em không có gửi tiền nên trong nhà không có đồng nào. Một ngày nọ, Huy trò chuyện với người chị họ qua mạng xã hội. Lúc này Huy mới ngã ngửa biết rằng vợ anh không hề mang tiền trả cho chị. Không chỉ thế, ở nhà, tất cả mọi người đều nghi ngờ vợ Huy có bồ. Tuy nhiên vì chưa có bằng chứng cụ thể nên không ai dám nói với anh, sợ anh nơi xứ người nghĩ ngợi nhiều. Theo đó, vợ Huy mở quán cắt tóc gội đầu, nhưng từ khi chồng đi xuất khẩu lao động, vợ anh ở nhà, ăn diện nhiều hơn và thường xuyên nghỉ làm, đi chơi. Nếu không đi chơi thì lúc nào trong nhà Huy cũng có tiếng đàn ông cười đùa. Bố mẹ của Huy đã nhiều lần đến nhắc nhở, nhưng vợ anh lấy cớ làm nghề nên trôi bay trôi biến. Nghe câu chuyện của người chị, Huy bắt đầu nghi ngờ vợ mình. Anh gọi điện thoại nhờ vài người bạn đến xác minh. Tất cả những người bạn mà Huy nhờ đều khẳng định vợ anh có người đàn ông khác. Nhân tình của chị ta là một người đàn ông làm nghề xây dựng. Cuối cùng anh hỏi thẳng vợ. Ban đầu chị ta còn chối, nhưng sau đó chị ta cũng thừa nhận. Cái đáng hơn cho Huy là gần 300 triệu đồng anh gửi về trong suốt thời gian lao tâm khổ tứ ở Nhật Bản đã bị vợ anh dâng hết cho bồ. Khi chuyện ngoại tình lộ ra, vợ của Huy còn bỏ theo người tình, bỏ lại hai đứa con nghèo nhóc cho bố mẹ chồng nuôi dưỡng. Huy đau khổ hụt hẫng, anh định bỏ dở công việc ở Nhật để quay trở về Việt Nam. Tuy nhiên, anh em động viên và khuyên bảo Huy rất nhiều. Chuyện đã xảy ra rồi, có về cũng không giải quyết được gì, mà nợ thì vẫn hoàn nợ, khó khăn vẫn khó khăn thôi. Cuối cùng Huy đã nghe theo, ở lại Nhật làm nốt hợp đồng, chăm chỉ kiếm tiền gửi về nuôi con. Theo thời gian, Huy cũng nguôi ngoai dần. Anh tâm sự, có lẽ duyên vợ chồng của anh và cô ấy chỉ đến vậy, cũng mong cô ấy có cuộc sống mới hạnh phúc. Cuối buổi trò chuyện, anh Trinh Xuân Vương trải lòng. Đó là một câu chuyện rất buồn đối với chúng tôi, bởi chẳng có ai muốn đi xa xôi chịu bao nhiêu vất vả tủi cực, mà khi trở về nhà, gia đình ly tán, con cái thiếu thốn, mất cả chì lẫn chài như vậy. Ai cũng cho rằng, anh Huy người chồng trong câu chuyện quả thật rất đáng thương. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì lo cho tương lai của vợ con, anh đã phải gạt sang một bên rất nhiều thứ. Đó là tình cảm gia đình, vợ con, bạn bè và cả những ham muốn của tuổi trẻ để đến một đất nước xa lạ. Đến đấy anh chăm chỉ làm việc, gửi tiền về lo toan. Vậy mà người vợ ở nhà lại không chịu giữ nổi mình. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, khi anh rời Việt Nam sang Nhật Bản,
Tuổi anh còn trẻ, vợ anh cũng vậy. Ở cái độ tuổi này, ham muốn và nhu cầu về tình cảm của cả nam lẫn nữ đều rất cao. Vì thế khi xa chồng trong một thời gian dài, nếu người phụ nữ không đủ bản lĩnh, không nhận được sự động viên thường xuyên của chồng và người thân, chị ta rất dễ yếu lòng. Mà phụ nữ khi yếu lòng thì đã dành tình cảm cho ai đó, họ thường hết mình hết dạ. Vì thế việc chị ta mang tiền cho bồ cũng không phải là chuyện lạ. Do đó trong câu chuyện của anh Huy, người vợ tất nhiên đáng trách nhưng cũng là bài học cho những gia đình có người thân đi xuất khẩu lao động khác. Ở nơi xứ người, đàn ông vốn thiếu thốn vất vả, anh ta cần sự động viên của mọi người ở nhà. Thế nhưng người đàn ông ấy cũng đừng quên dành cho vợ những lời tâm sự động viên, nhắc nhau cùng nhau cố gắng. Những người thân của hai vợ chồng cũng vậy, hãy dành sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn đến người phụ nữ đang làm lũ nuôi con ở nhà. Đừng tạo áp lực khiến cho chị ấy thấy thiếu thốn sự quan tâm, nhất là khi chồng đang biển biệt nơi xứ người. Có thể thấy, xuất khẩu lao động mang đến khá nhiều lợi ích dành cho người lao động. Tuy nhiên, để có được một cuộc sống tốt đẹp về sau, những người này đã phải đánh đổi rất nhiều, chịu muôn vàn khó khăn trắc trở nơi đất khách quê người. Bạn đã bao giờ tưởng tượng một thân một mình nơi đất khách quê người sẽ như thế nào? Đây thực sự là một cơn ác mộng, nhất là với những ai sống tình cảm từ nhỏ đã được ở bên cạnh gia đình. Khi đi xuất khẩu lao động, tùy vào hợp đồng đã ký mà sẽ phải sống, làm việc ở nước ngoài từ 1 đến 3 năm, thậm chí là nhiều hơn nữa. Như vậy, vào những ngày lễ Tết, nhìn thấy người người nhà nhà đều có gia đình hạnh phúc, sum vầy, chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi sự chạnh lòng. Chưa kể đến, sống một mình mọi vấn đề ăn uống, sức khỏe, ốm đau đều tự bản thân mình lo toan. Có thể không còn phải bận tâm về mặt kinh tế, vật chất, nhưng về tinh thần thì sẽ là một nỗi khổ tâm rất lớn. Đi xuất khẩu lao động, tức là những công việc chân tay là chủ yếu. Để có được một mức lương tốt thì sẽ phải làm việc rất nhiều. Không phải 8 tiếng một ngày, mà có khi làm cả tới 14-16 tiếng một ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc lương cao thì sẽ phải đánh đổi thời gian, sức khỏe của bản thân. Với những đối tượng đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng với các công ty thì sẽ phải làm cho đủ thời gian như đã thỏa thuận và ký kết. Cho dù cuộc sống có khó khăn vất vả đến mấy thì cũng không được phép từ bỏ trở về nước trước. Có những trường hợp làm việc ngày đêm cực nhọc, bị hành hung chèn ép nhưng vẫn phải cắn răng mà chịu đựng, không thể làm gì khác được. Đây chính là một nỗi thống khổ vô cùng lớn mà chỉ những ai đi xuất khẩu lao động mới có thể biết được mà thôi. Xuất khẩu lao động, con đường làm giàu tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô vàn những khó khăn trắc trở gian nan. Thưa quý vị, vì cuộc sống, vì cơm áo gạo tiền, nhiều người đã lựa chọn công việc xuất khẩu lao động để có thể lo cho gia đình, ở nhà được cuộc sống ấm no đầy đủ. Nhưng điều đó cũng đánh đổi lấy cuộc sống tự do thoải mái, đầm ấm bên gia đình. Cũng có nhiều người gặp phải hoàn cảnh éo le như anh Huy khi vợ phản bội, gia đình tan vỡ. Nhưng thưa quý vị, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì chúng ta vẫn phải sống và làm việc để có thể chăm sóc cho con cái, bố mẹ, gia đình của mình. Và cũng đừng quên chăm lo cho bản thân mình. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.